Xin chào mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Hỏi Đáp Nhanh cùng Tuấn nha. Câu hỏi ngày hôm nay đó là anh cho em hỏi, em cạo lông máu cho bé poodle nhà em mà em chừa lại đầu không cạo thì có được không anh? Tức là bạn ấy bạn muốn là cạo lông máu mà cạo toàn thân nhưng mà phần đầu thì bạn ấy không cạo. Đó. Ở câu hỏi này thì mình xin phép được trả lời như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải làm rõ mục đích chúng ta cạo lông máu này để làm gì. Thì mục đích đó là chúng ta muốn là cái bộ lông mới mọc lên nó sẽ dày hơn, xoăn hơn, phồng hơn, giữ nếp tốt hơn. Nói chung là chúng ta kỳ vọng là cái bộ lông mới nó sẽ đẹp hơn bộ lông cũ hiện tại. Vậy thì nếu mà chúng ta cạo lông máu mà chúng ta cạo toàn thân, chừa lại phần đầu, thì khi mà cái lông ở thân nó mọc lên là bộ lông mới nó sẽ đẹp. Còn cái lông đầu vẫn là lông cũ thì nó sẽ không đẹp. Mà cái đầu á, lại là cái mặt tiền rất cần được làm đẹp. Cho nên nếu chúng ta cạo toàn thân mà chừa lại cái đầu thì cái hiệu quả làm đẹp nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Cho nên là ở quan điểm của mình thì mình khuyên là bạn nên cạo toàn thân đi nha. Các bạn có thể chừa lại hai phần lông tai. Đó, chúng ta nên cạo như thế này. Chứ chúng ta không nên cạo như thế này. Rồi vậy thì các bạn có những cái câu hỏi nào, các bạn có thể comment hoặc là inbox cho mình để mình có thể giải đáp cho các bạn trong những video sau nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem, giúp mình để lại một đăng ký kênh, một like. Nếu mà cảm thấy video như thế này nó hữu ích nha. Chào tất cả mọi người.